yêu là chọn. Nhân vật chính của Yêu Là Chọn ngày hôm nay là Phạm Thị Lai, 23 tuổi, hiện đang là giáo viên dạy thể dục nhịp điệu cho các trường mầm non tại quận 12. Lai là cô gái tự tin, chân thật và nói chuyện rất vui vẻ. Lai đến với chương trình rất nghiêm túc và mong muốn gặp được hoàng tử trong mơ. Ngày hôm nay là mình đến với chương trình này là tại vì thứ nhất là mình muốn được trải nghiệm bản thân mình. Cái thứ hai là quan trọng hơn là mình muốn là tìm một nửa của mình, mẫu người bạn trai mình... mong muốn khi đến với chương trình này là một người là biết quan tâm, chia sẻ, có thể khiến mình hạnh phúc sau này. Và địa điểm gặp gỡ chàng trai ứng cử viên đầu tiên đó là quán cà phê Nắng Xanh Garden nằm trên đường Hoàng Hoa Thám, quận Bình Thạnh, với không gian rộng rãi, thoải mái để tìm hiểu nhau. Ứng cử viên đầu tiên là Vũ Huy Hưng, 28 tuổi, quê ở Hải Phòng, hiện đang kinh doanh đèn trang trí với cậu tại quận 7. Hưng là chàng trai có tính tự lập và ý chí cầu tiến khá cao, nhưng đôi lúc hơi thiếu tự tin, ngại giao tiếp với các bạn gái. Hưng thích mẫu con gái cá tính, năng động và mong muốn gặp được người phù hợp để tiến đến hôn nhân. Khi xem cái profile của bạn này thì em thấy khá ấn tượng. Vì bạn này có một cái sở thích giống em, là thích đi du lịch, trải nghiệm và thích mua sắm. Em cũng vậy. Bạn này lại còn làm giáo viên mầm non. Hàng ngày tiếp xúc với trẻ em thì chắc là rất là vui vẻ và hòa đồng. Sau khi xem profile thì mình thấy mình với bạn này hợp nhau khoảng 80%. Dạ em chào anh. Chào em. Dạ, anh tên gì nhỉ? Anh tên là Hưng. Em là Lai phải không? Dạ, em Lai. Em chào anh Hưng. Chào Lai. Dạ, anh Hưng bao nhiêu tuổi nhỉ? Anh sinh năm 90. Dạ. Em sinh năm 95 phải không? Dạ, em sinh năm 95. Anh Hưng em 5 tuổi lận. Em ở đâu em nhỉ? Dạ, em thì em quê em ở Quảng Nam nhưng mà hiện tại là em đang ở quận 12 á. Em ở Sài Gòn lâu chưa em? Dạ, em vô Sài Gòn cũng được 4 năm rồi. 4 năm rồi? Dạ. Cũng giống anh á, anh cũng hơn 3 năm, gần 4 năm. Dạ. Mà anh là người trong này hay là anh ở quê anh, đâu? Anh người Hải Phòng. Anh làm gì nhỉ? Anh là đang phụ gia đình kinh doanh chuyên về đèn trang trí á. Dạ. Em là giáo viên mầm non phải không? Dạ, em giáo viên mầm non nhưng mà em là đi dạy nhảy cho các bé ở trường á, em không có phải là cô chăm sóc trẻ. Mình là chuyên dạy các bé nhảy với hát múa hả? Dạ, dạ đúng rồi. Mẫu người đàn ông của em là như nào? Mẫu người của em thì ngoại hình ương nhìn chút xíu, vui vẻ, tại vì em rất là nhí nhảnh á, kiểu giống như là dạng quá xì tinh á. Dạ, em ít khi dịu dàng lắm. Nếu như là cá tính đúng không? Dạ, cá tính mạnh mẽ chút xíu. Anh thì cũng thích những người phụ nữ mà có cá tính á. Dạ. Mà nói nhiều chút. Dạ. Tại vì anh lại có cái là anh hơi ít nói, thì anh muốn người phụ nữ của mình nói nhiều chút để cho hai người nó có dung hòa với nhau á. Dạ, em biết, em hiểu. Hôm nay anh có đến đây, anh có bó hoa. Dạ. Tặng em. Đây là hoa hồng tượng trưng cho tình yêu. Đây là có 24 bông, là tượng trưng cho tuổi em luôn. Dạ. Em cảm ơn anh nhiều. Hy vọng là em thích món quà của anh. Dạ, em rất là thích luôn. Hồi xưa giờ là chưa có bạn trai nào mà tặng em một bó hoa hồng rất là đẹp như vậy luôn á. Cảm ơn em. Dạ, em cảm ơn anh rất là nhiều. Anh có thể cầm tay em được không nhỉ? Dạ, dạ được. Tay anh ấm quá à. Ấm. Dạ. Tại vì cũng khá là lâu rồi em chưa có cầm tay bạn trai như vậy. Em có biết hát nữa phải không? Dạ em cũng biết chút chút. Anh thì anh cũng thích hát. Dạ bây giờ anh hát trước, anh hát tặng em một bài đi. Vậy anh hát tặng em một đoạn trong một bài anh rất là thích. Dạ. Là bài Lời Tình Yêu Bắt Đầu. Dạ. Ta quen nhau đã bao lâu rồi, hỡi đêm đêm có hay mà giọt buồn hoài vương trên môi mặn đắng. Ta quen nhau đã bao lâu rồi, hỡi đêm sao vẫn mãi đêm dài để mình ta với con tim khô cằn giá bằng.
Dạ, hay quá à. Cảm ơn em. Dạ. Em có thể hát tặng anh một đoạn, một ca khúc nào đấy được không? Em hát cái bài nó hơi là hồn nhiên chút xíu nha. Được mà em. Dạ. Này người em yêu, trong tay bước đi bên nhau, thì thầm nói với em rằng mình sẽ yêu nhau hoài, trọn đời có sau và có chăng có anh và có em, vẽ nên chuyện tình yêu như là cổ tích. Nhớ lắm anh ơi, vù vơ những câu dặn hơn, mỗi khi nhớ đến anh em hay tránh móc vô tư, nghẹn ngào tại anh không buồn vì em, tại anh chẳng sẽ chia vô về để bây giờ em nhớ em mơ. Em hát hay quá. Anh với em là thông ca với hát là thông dạ. ca được luôn. Em cũng thích vậy mà em thấy anh cũng hát rất là hay luôn á. Dạ, cảm ơn em. Dạ. Anh cho anh mượn tay của em trước. Đây em đứng. Qua buổi tiếp xúc đầu tiên hôm nay thì anh hy vọng là chút nữa em sẽ không lại anh. Để mà hai ta có dịp đi chơi, tìm hiểu nhau kỹ hơn. Cảm ơn anh, em cũng hy vọng là chúng ta sẽ gặp nhau nhiều hơn. Cảm ơn em. Dạ. Rồi, xin phép cho anh ôm em. Dạ. Cảm xúc của mình khi gặp chàng trai đầu tiên thì rất là nôn nao, khó tả. Mà khi gặp rồi thì cảm giác rất là ấm áp, cầm tay bạn trai thì rất là ấm áp. Lâu rồi là mình chưa có cầm tay bạn trai như vậy. Mình nghĩ là bạn trai Bắc thì cũng có một cái vấn đề rất là đáng ngại. Tại vì trai Bắc là hơi gia trưởng nên mình cũng một chút là ngại. Qua cái cuộc nói chuyện vừa rồi thì mình khá ấn tượng bạn nữ, cái cách nói chuyện và cái giọng hát của bạn, cái tiêu chí của người đàn ông của bạn ấy, thì khá phù hợp với mình, gần như là mình áp ứng đủ luôn. Mình tự tin đến khoảng 80% là bạn ấy sẽ chọn mình. Ở chàng trai tiếp theo thì mình hy vọng là chàng trai có thể là mạnh mẽ hơn, cá tính hơn một chút xíu, nói nhiều hơn một chút xíu để mình bớt run. Và địa điểm cho cuộc gặp gỡ thứ hai là tại lầu 2 của quán cà phê Nắng Xanh Garden, vô cùng dễ thương. Ứng cử viên thứ hai là Phạm Đức Nhật, 27 tuổi, hiện đang là nhân viên tín dụng của ngân hàng VP Bank. Nhật chưa từng trải qua mối tình sâu sắc nên trong chuyện tình cảm khá rụt rè. Trong khi chờ đợi thì mình cảm thấy hồi hộp và rất là nôn muốn gặp và được người con gái ấy. Lúc đọc profile của bạn thì mình thấy là bạn là một người vui vẻ, hoạt bát. Bản thân mình là mình là người hơi là trầm tính và hơi ít nói. Thì bạn là người hơi nói nhiều thì có thể bù trừ lẫn nhau. Chào em. Dạ em chào anh ạ. Anh tên gì ạ? Anh tên Nhật ạ. Anh tên Nhật. Anh Nhật sinh năm bao nhiêu vậy? Anh Nhật sinh năm 91 ạ. Em rất là thích người sinh năm 91 luôn. Tại vì tuổi mùi rất là hợp với tuổi hợi luôn á. Ôi vậy hả em? Dạ. Mình ở quận mấy vậy em ha? Dạ hiện tại là em ở quận 12 á anh. Ồ dạ. Vậy còn là cũng gần nhà anh á. Dạ ở nhà anh ở đâu nhờ? Nhà anh ở đường Trường Chinh á. Cách bến xe An Sương khoảng 200 dạ, mét. Dạ đúng. Dạ vậy là gần em rồi. Qua cái profile á, thì anh thấy em có tính cách là thích con nít á, cũng giống tương đồng với anh á. Dạ, hằng ngày là em có thể đi làm ngoài mà công việc của em là tiếp xúc với trẻ con nhiều lắm. Ngày nào cũng gặp luôn á. Nên rất là thích luôn á. Em thấy cũng là khá là thuận lợi cho việc sau này có thể lập gia đình. Wow. Không biết là anh thích mẫu người như thế nào nhỉ? Anh thì cũng thích mẫu người là vui vẻ, hòa đồng dạ. với mọi người, biết cách cư xử. Dạ, vui vẻ là em có rồi đó, cư xử em cũng có chút. Mà em cho anh hỏi tí, em có biết nấu ăn không em? Dạ, em nấu được, em nấu ăn bình thường lắm, cũng ăn cũng được. Nhưng mà những cái món mà hơi là sang trọng chút xíu, giống như là món ăn ở nhà hàng thì em nấu không được. Chứ nấu ăn bình thường ở nhà thì em nấu được. Thì anh chỉ cần người đơn giản thôi. Dạ, đúng rồi, em cũng rất là đơn giản. Em cho mình xin nắm tay một chút nha. Dạ.
anh có run không vậy? Cũng hơi hồi hộp. Em thì lúc nãy là có hơi run một chút xíu, nhưng bây giờ là khá là tự tin. Cũng đỡ run một chút xíu rồi. Có món quà muốn tặng em á. Dạ. Dạ em cảm ơn anh. Hình như món quà đó dạ. Bí mật em. Em đoán. Em có thể dự đoán dạ, món quà đó là gì? Dạ son phải không anh? Đúng em. Dạ. Cái món quà anh rất là ý nghĩa, rất là thiết thực. Vậy là anh thấy em cũng thích cái món quà đó. Dạ, em rất là thích luôn á. Em có thể đưa tay. Tại bịt mắt nên không thấy đường nên em có thể, em có thể ôm. Em thấy anh khá là run, khá là hồi hộp nên anh có thể nhảy em một điệu nhảy được không ạ? Dạ thì anh tự tin lên, em là cũng hơi run okay. Nhưng bây giờ bước run rồi okay. Em không thấy nên anh có thể dìu em được không ạ? Rồi, được rồi. Anh có ngại không? Không, bình thường. Lần đầu nhảy chung mà em thấy cũng khá là ăn ý. Hồi nãy thì em có gặp qua một người rồi. Dạ. Thì tí nữa em sẽ gặp thêm một người nữa. Thì anh hy vọng là em sẽ chọn anh. Dạ, em cũng hy vọng là anh với em có thể tìm hiểu sâu hơn nữa. Và được có một buổi chiều rất là vui. Ok. Cảm ơn anh nhiều. Dạ. Chào em. Dạ, em chào anh. Khi gặp chàng trai thứ hai thì mình cảm thấy bớt run rồi, nhưng mà tâm trạng rất là vui. Lần thứ hai được nhận quà và một món quà là một chiếc son thì mình thấy bạn trai rất là hiểu ý. Có lẽ là bạn trai khá là chu đáo. Mình cảm nhận chàng trai thứ hai thì mình thấy mình và bạn ấy hợp khoảng 60-70%. Bạn ấy vui vẻ, hòa đồng. Mình cảm thấy rung động một chút xíu. Địa điểm cho cuộc gặp gỡ cuối cùng là trong một không gian khá bình dị và thoáng mát của quán cà phê gạch trên đường Hoàng Hoa Thám, quận Bình Thạnh. Ứng cử viên thứ 3 là Lê Nhật Minh, 24 tuổi, hiện đang tự kinh doanh xưởng sản xuất nguyên phụ liệu may mặc. Minh là người biết lắng nghe, khá tâm lý, thích quan tâm bạn gái và chăm sóc gia đình. Mình thích một cô gái có thể dung hòa giữa truyền thống và hiện đại, đặc biệt rất thích con gái miền Trung. Mình hiện tại thì cũng rất là hồi hộp và cực kỳ là run, tại vì mình là người cuối cùng. Thì không biết là hai anh chàng kia thì có là vui tính và vui vẻ như thế nào đó, thì mình cảm thấy là khá là thiệt thòi khi là người cuối cùng, nhưng mà mình sẽ cố gắng để có thể là tạo một cái bước đột phá gì đó để bạn gái ấn tượng và nhớ. Mình tự tin là khoảng 70% là mình sẽ là người được chọn. Dạ em chào anh. Anh chào lại. Dạ. Sáng giờ đi có mệt không em? Dạ cũng hơi chút chút nhưng mà vui. Anh tên gì ạ? Anh là tên Minh, hiện tại là đang làm về kinh doanh về nguyên phụ liệu may mặc hả lại. Anh sinh năm bao nhiêu vậy? Anh sinh năm 94 là. Anh đọc profile của em thì anh thấy là em là bên giáo viên mầm non. Mà hồi trước bà cô anh nhờ anh giữ một đứa thôi mà anh đã thấy cái đường gục ngã rồi. Tại vì dạ. Nó quậy dữ lắm. Dạ đúng rồi anh. Anh thấy em là canh một lúc là 5-10 đứa rồi, có khi mà canh cả ngày, thì anh cảm thấy em rất là kiên nhẫn luôn á. Chứ dạ. Đâu phải là nóng tính như em nói đâu. Dạ. Anh 94 là chắc là còn khá là trẻ nhờ. Anh thì cũng đi làm được khoảng chừng 3 năm rồi đó em. 3 năm hả anh? Cũng già dặn lắm, mặt cũng già đời lắm rồi em, chứ không còn trẻ như mấy đứa bây giờ nữa. Dạ. Tại 94, tuổi 94 hợp với 95 dữ lắm luôn á. Ủa vậy luôn á hả? Dạ em tại em hay xem cho bạn á. Ủa không biết là Lai có thể cho anh xin phép nắm tay em tí xíu để anh cảm nhận thử cảm xúc nó như thế nào được không ta? Dạ, dạ được. Là em anh... khá là ấm nha. Dạ, mà anh hơi lạnh chút xíu, nhưng mà hồi sáng giờ là em thấy là các anh khá là run, nhưng mà anh có vẻ là tự tin hơn. Ồ, anh cũng run chết đi được đó em. Đúng rồi, em, nhưng mà em không thấy anh run. Tại vì biết sao không? Tại vì anh là người cuối cùng á, nên cảm giác nó rất là hồi hộp và rất là rung nữa. Tại vì không biết là hai chàng trai kia người ta vui vẻ như vậy thì anh có làm được cái gì đó đột phá để em khác biệt với hai người kia hay không? Sợ rất áp lực luôn. Anh có chuẩn bị một tấm thiệp nho nhỏ anh tự làm để tặng em nè. Dạ, em cảm ơn anh nha.
Wow, trước giờ là em chưa nhận được cái món quà nào mà đích thân tự tay của bạn trai tặng. Cái đó thật sự nó cũng dễ làm lắm em. Em cảm ơn rất là nhiều. Yeah, em thích là được rồi. Anh thì anh cũng thích làm thơ lắm. Để anh suy nghĩ 5 phút đi, xong anh sẽ tặng cho một bài chắc thơ. Chắc là anh chuẩn bị rồi nhưng mà bây giờ để anh nhớ lại một chút xíu đúng không? Đúng rồi, để anh nhớ lại. Anh nhớ lại đây là anh đọc em tặng em một bài thơ. Anh không là người hoàn hảo đâu em ơi, chỉ bình thường và nhỏ bé ghê nơi. Lúc nồng nàn thì quấn quýt không rời, lúc hờ hững lại lững lờ buông lơi. Dẫu thế nào, chỉ cần ta thấu hiểu, cùng nhau đi đến cuối tận chân trời. Hết rồi em. Wow, rất là ý nghĩa, rất là hay luôn. Em ngồi xuống được chứ? Đây, dạ. Đợi nhé. Tại vì hiện tại anh là cũng là người cuối cùng của chương trình á, thì anh cũng rất là hồi hộp và áp lực. Thì hy vọng rằng là anh sẽ không phải nhận cái hoa màu vàng, tại vì anh không thích màu vàng cho lắm. Dạ. Hy vọng là được gặp em bên vòng sau. Dạ, em cũng hy vọng là sẽ được trải nghiệm cùng anh trong buổi chiều ngày hôm nay. Cho anh ơi em tạm biệt được chứ? Dạ. Cảm ơn em nhiều. Khi mà mình gặp chàng trai thứ ba, chàng trai cuối cùng, thì mình thấy chàng trai này khá là năng động, khá là cá tính. Tuổi tác thì mình thấy bạn rất là hợp với mình, nhưng mà mình cũng cũng có một chút lo ngại là trẻ là một cái thế mạnh, nhưng mà nhiều khi tại vì mình trẻ rồi bạn cũng trẻ, nhiều khi sợ là sau này tiếp xúc một thời gian nữa thì bạn trai có thể là trẻ con giống như mình quá thì không có thể là chia sẻ hoặc là cảm thông cho nhau được. Mình cảm thấy là bạn nữ rất là hoạt bát, nói chuyện rất là vui tính, dễ gần mà cũng rất hòa đồng, vui vẻ. Thì mình cảm thấy rất là ấn tượng về vấn đề đó. Lúc mà mình nắm tay bạn nữ thì mình cảm thấy rất là run, lúc đó mình cũng không có cảm nhận được rõ nét, nhưng mà thực sự mình cảm thấy là mình thích, rất là thích cô này. Mình cảm thấy là bạn nữ nói chuyện cũng khá là thoải mái, thì mình nghĩ là có thể là cơ hội của mình lên được 80%. Sắp tới thì mình phải đưa ra một cái quyết định rất là khó khăn. Ở ba anh thì mỗi anh đều có một cái ưu điểm và một cái nét riêng rất là đáng quý. Thật sự là đến bây giờ thì không biết là sẽ đưa ra một quyết định như thế nào mà rất là phân vân nữa. Dạ em chào ba anh. À chào em. Em mời ba anh quay lại. Trời. Dạ bây giờ nhìn mặt thì chắc em là em có thể đoán được. Anh là chàng trai đầu tiên, còn anh là chàng trai thứ ba, anh là chàng trai thứ hai. Dạ. Ngày hôm nay thì em rất là vui khi được tham gia chương trình, mà em cũng rất là vui vì các anh đã đồng ý tham gia chương trình cùng em. Thật sự là trước giờ em xem chương trình nhưng mà em nghĩ là chắc chắn em gặp sẽ có một chàng trai nào đó không phù hợp với mình thì có thể dễ dàng đưa ra quyết định á. Nhưng mà bây giờ gặp rồi em thật sự bây giờ em không biết đưa ra quyết định như thế nào luôn á. Em khá là ấm nha. Anh thì anh cũng thích làm thơ lắm. Anh sẽ tặng cho em một bài thơ. Hy vọng là được gặp em bên vòng sau. Em rất là nhí nhảnh, quá xì tinh á. Em ít khi dịu dàng lắm, cá tính mạnh mẽ chút xíu. Anh thì cũng có những người phụ nữ mà có cá tính á. Đây là hoa hồng tượng trưng cho tình yêu. Đây là có 24 bông tượng trưng cho tuổi em luôn. Anh Nhật sinh năm 91 à? Em rất là thích người sinh năm 91 luôn. Thì anh chỉ cần người đơn giản thôi. Dạ đúng rồi, em cũng rất là đơn giản. Thì anh hy vọng là em sẽ chọn anh. Giây phút quyết định khó khăn cũng đã đến. Cả ba chàng trai đều rất lịch lãm, có nhiều điểm tương đồng với Lai. Liệu Lai sẽ tặng hoa từ chối ai, và chàng trai nào không may mắn phải ra về? Hiện tại mình cảm thấy rất là hồi hộp và không biết là kết quả sẽ như thế nào, nên cảm thấy rất là lo lắng. Thấy bạn Nhật rất là thật thà nhưng mà khá là nhút nhát, nên có thể là sẽ không nhận được nhiều thiện cảm của cô gái. Còn đối với bạn Hưng thì bạn rất là đẹp trai, nhưng em nghĩ là với cái khiếu năng ăn nói của em thì bạn gái sẽ chọn em khoảng 80%. Cảm xúc của mình lúc này khá là hồi hộp, còn run hơn lúc nãy nữa. Mình rất là tự tin, có ngoại hình tốt và mình tự tin là mình sẽ chiến thắng hai bạn. Hai đối thủ kế bên mình rất là như là phong độ, với lại nói chuyện lưu loát hơn mình. Nhưng mà mình hy vọng là thứ nhất á, là mình ở gần bạn gái đó nhiều hơn,
với lại là cách nói chuyện hợp hơn thì mình tự tin là khoảng 70%. Anh có buồn không? Ngày hôm nay á cũng là một trải nghiệm của chúng ta sau cuộc nói chuyện gặp gỡ như vậy rồi. Em cũng mong là sau chương trình này chúng ta có thể làm bạn với nhau và chia sẻ những cái kinh nghiệm và những cái trải nghiệm nhiều hơn trong cuộc sống. Cảm ơn anh, vì xin lỗi anh nhiều. Em có thể ôm anh cả. Cái lý do mà mình đưa ra quyết định này tại vì mình muốn là một chàng trai năng động mà bứt phá một chút xíu, có thể là hoạt bát ngoài xã hội một chút xíu, nên bạn trai là khá là rụt rè, nên mình nghĩ là sẽ tặng hoa cho bạn trai này. Mình cũng hơi buồn, nhưng mà do là mình tới đây cũng là có duyên với lại bạn gái rồi, nhưng mà mình chưa có cái nợ để tìm hiểu sâu hơn. Em đoán giữa bạn Hưng với lại bạn Minh á, thì em nghĩ bạn Hưng sẽ là người cô gái chọn cuối cùng. Tại vì bạn Hưng em cảm thấy được cái sự phong độ với lại cái khả năng nói chuyện ok. Yêu là chọn